tiện lợi đó. Tại cái khúc Phạm Văn Đồng phía trước thì chạy qua chạy lại nhiều lần rồi, cho nên quay từ khúc này ha. Bây giờ xuống, vừa xuống chân cầu Bình Lợi nè. Nay đi qua quận 9, đi sớm qua quận 9 ghé chùa Vĩnh Long ha. Lần trước mình không có biết đường á, mình đi trễ quá, cái tới đó nó tối thì lùi à, nên không có quay được. Bây giờ rút kinh nghiệm đi sớm, tại cũng biết đường á, nên đi rất nhanh thôi. Lần trước đi là không có biết đường, chạy hỏi quá trời hỏi luôn. Cân mình sẽ rẽ phải, đường này vẫn còn đang là Phạm Văn Đồng, nhưng mà Phạm Văn Đồng khúc này đã qua một lúc rồi, nó không còn ở Bình Thạnh nữa ha. Ở phía trước cầu Bình Lợi chưa qua thì nó là Bình Thạnh, còn qua cầu rồi thì nó thuộc khu vực của Thủ Đức. Tối nó chiếu đèn đẹp lắm á. Ồ, vậy mà mình không biết ha. Vậy mình không biết ha. Rồi. Mai nó tỉa hết rồi. Rồi vô đây đổ xăng đi. Còn nửa bình.
Tiện đường ha, vô đây một chút đi, tại vì nó nằm ở bên phải. Rồi. Đi ra phía trước ha. Quay cổng chùa. Nãy mới chạy thấy không ta? Chùa An Lạc ha.
cổng, lên chữ tàu ở phía trước là chữ chữ ấy á. Rồi thôi mình dừng video này, mình qua video mới. Rồi đây ha, đây là do sắp tới Tết á, cho nên là người ta chưng, người ta bán mai luôn rồi. Rồi bắt đầu ở chùa ha. Rồi. Mai này rồi gốc nè, tỉa hay quá ha, rồi sẵn xem chùa xem mai luôn. Ngắt nụ hết, ra nụ hết tới Tết 10 ngày nữa là nổ vàng tươi hết, đẹp quá ha. Rồi đó, tập qua một tí xíu mai. Rồi mình đi vào cái chùa An Lạc này, nó thờ cái gì bên đây ha. Ở phía trước có chưng mấy cái thuyền sen nè, trồng bông trang. Phía sau nó có nữa đó. Thôi mình đi qua đây ha. Mình đi mấy cái ngày thường á, cho nên là phải đi mấy cái ngày mà rằm hay gì đó thì đông đúc. Đi ngày thường thôi ha. Để dép bên ngoài. À, ở đây thờ Văn Công nè. Thờ Văn Công đây ha. Ngựa. Thần tài ông Thảo Địa ở đây. Cái vào đời mai đây chỗ bông rồi này. Nè. À, cái cây lộc vừng nè. Đó, cái lộc vừng hay là hôm bữa đi đi ở bên bên bệnh viện Thống Nhất á.
Mình xưng Di Lặc ha. Tượng ngài rất là to ha, kim đồng ngọc nữ hay gì đó. Ồ, bên trái á, bên trái là thờ mẹ nè, mẹ Chúa Xứ nè. Bên đây xem, này không biết ha, không biết là ai đó. Ở bên kia bên trong hai người đứng bên cầm ôm con gà trống, đây là gà mái hay gà trống, gà trống có mồng, đây cầm ở bà. Đi ra phía sau được rồi. Ủa kia hình như là Bồ Tát Đại Thế Chí á, đứng trên này giống như là thuyền rồng vậy á. Bồ đề ha. Phía sau này như là giống nơi ở của Chư Tăng hay Tư Phật gì đó. À, khu này là khu thờ bà Dị ha, bà Dị Tạng. Đi ra là như là ở dưới đang chân bông lại hay gì đó. Đi xuống tí ha. Xe lửa đó, cái đen đen ra sẽ chờ xe lửa đó, cúng dường hội người phụng sự. Đây là cái như cái thằng lặn nó đèo qua, nó ôm sát vô tường. Đi xuống đây, nãy mình chưa đi xuống đây. Bông giặt bông gì đó, hình tượng ca nè. Sang thờ bà mẹ nó nè, Hồng Hải Nhi hết ta, cưỡi con cá. Này à,
gửi cá chép mà há rồng, cái mình là mình cá chép nè, mà cái đầu là có râu là giống cái rồng á, cá há rồng á, mà cá há long gì đó. Cây lộc quần được trái quá trời ha. Hồ Bạch Viên không thả cá phóng sinh, không thả đèn, không xả rác. Hồ Bạch Viên đây là hồ Bạch Viên ha. Có chiếc thuyền kìa. Này là khỉ nè, dân quả đầu tiên cho Phật hay gì nè. Hồ Bạch Tiên có chiếc ghe bé xíu này. Xung quanh xung quanh thì có chừng ha, mẹ Quan Âm. Đây ha, đóng cửa ha, là đóng cửa rồi. Ở phía sau này có hồ sen, hồ sen ở phía sau đây cũng đóng cửa rồi. Thôi được rồi, ngưng đi ha, lên được rồi. Bên đây thờ ngài Đại Thánh. Từ thiên Đại Thánh á, tại hậu địa ngũ hổ dưới đến đó. Rồi cứng nữa. Cửa này ha, không vô được rồi ha. Thôi bây giờ mà mấy bé ha.
chính điện bay chắc cũng lộng lẫy lắm ạ. Rất là nhiều ha. Phá cửa rồi. Phá cửa rồi. Chính điện trong đây thờ rất là nhiều. Nhìn vào thì thấy tượng Ngài Thích Ca ha. Rồi. Thôi, biết vậy được rồi. Chùa mà cũng có cái chùa này thật quá chừng ha. À, được rồi, dừng phía bên này mình qua phía chỗ mới đây.